Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh và luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những bản tin mới nhất trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 23 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, theo báo cáo của CCTV News ngày 22 tháng 8, bắt đầu từ 2 ngày trước đó, Hình Đài, Hà Bắc đã trải qua lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Tính đến 22 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, theo thống kê của Cục Dân chính Hình Đài, đã có 16 người thiệt mạng và 11 người mất tích. 4.051 ngôi nhà bị sập, thương vong vẫn đang được xác minh. Phượnghoàng.com dẫn lời một nhân chứng cho biết, vào rạng sáng 2 ngày trước đó, theo giờ Bắc Kinh, nước lũ từ hồ chứa Hình Đài xuyên khẩu bất ngờ đổ về các ngôi làng ở Hạ Lưu, khiến nhiều người chết đuối. Một số người dân chặn đường và yêu cầu nói chuyện với chính quyền. Vụ tắc đường xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 8. Những người chặn đường và dân làng Đại Tiên, thị trấn Đông Vương, khu phát triển Hình Đài. Vào thời điểm đó, đoạn Hình Đài của quốc lộ 107 và tỉnh lộ 326 đã bị tê liệt. Sau khi có người gọi điện báo cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường để thuyết phục những người chặn đường sơ tán nhưng bị từ chối. Vụ việc nhanh chóng leo thang khi số lượng người chặn đường tiếp tục tăng lên. Rất đông cảnh sát đã lao vào hiện trường để chỉ đạo và xử lý tình huống, tăng cường và kiểm soát tình hình. Trong video, có người lớn tiếng chất vấn Vương Thanh Phi. Ông cho biết thôn chúng ta có bao nhiêu người chết không? Vương Thanh Phi liên tục gật đầu nhưng cũng không tích cực đáp lại. Trương Anh Lâm, chuyên gia bảo tồn nước ở thành phố Hình Đài và Trương Vĩnh Thắng, chuyên gia khí tượng ở thành phố Hình Đài cho biết, phải đến ngày 23 tháng 8, Hình Đài mới đưa ra lời giải thích về vụ việc vượt quá khả năng chịu đựng của dòng sông, dân làng dọc theo sông Kỳ Lý bị thiệt hại. Trương Anh Lâm cũng cho biết, hồ chứa Đông Xuyên Khẩu là một hồ chứa mở và việc xả lũ không thể kiểm soát được. Làng Đa Xi'an, nơi bị lũ lụt bao phủ, nằm ở bờ bắc sông Kỳ Lý ở Hình Đài. Bên cạnh sông, hạ lưu hồ chứa Xuyên Khẩu là sông Kỳ Lý. Trong đợt lũ, nước sông dâng cao, nước tràn bờ tràn vào làng. Người dân làng Đại Tiên cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng, lũ bất ngờ tràn vào làng trong tích tắc. Mặt nước đã ngập tới 2 mét dưới mái nhà. Hiện đã xác định có rất nhiều người chết trong mưa lũ. Còn hai em vẫn chưa rõ tung tích. Cư dân mạng chỉ ra rằng, báo cáo của phương tiện truyền thông chính thống đã đưa tin, Internet tràn ngập tin tức Hình Đài, báo cáo chính thức của truyền thông Hình Đài thông báo không có người chết, không có tiếng nói hành động. Nhưng kết quả của nó rất nhiều người đã thiệt mạng, vậy tại sao người dân tức giận? Có tin đồn rằng việc xả lũ chính thức của Hình Đài đã bị đánh giá thấp và việc chuyển giao không đủ để gây ra những cái chết, nhưng không có tiếng nói chính thức nào đưa ra để bác bỏ tin đồn và sự nghiệp chính trị của các quan chức Hình Đài sẽ kết thúc nếu sự thật không được xác lập. Lũ lụt do mưa xối xả ở miền Nam Trung Quốc những ngày qua cũng đã làm 186 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích. Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, tổng cộng 1.192 quận thuộc 26 tỉnh thuộc lưu vực sông Dương Tử rộng lớn của Trung Quốc đã bị ngập lụt, 1,48 triệu người phải di rời khẩn cấp và 32,82 triệu người bị ảnh hưởng. Gần 100 con sông của lưu vực sông Dương Tử vượt mức báo động. Nước sông Dương Tử đổ vào Hồ Bà Dương và lượng mưa lớn khiến một số tuyến giao thông bị gián đoạn trong một thời gian. Cơ quan ngôn luận cho biết, bờ biển phía đông nam của Trung Quốc sẽ hứng chịu một cơn bão vào thứ Sáu, ảnh hưởng đến hàng triệu người. Theo bản tin Tổng cục Phòng vệ Quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày thứ Ba vừa qua, 1.192 quận thuộc 26 tỉnh, khu tự trị và thành phố đã bị lũ lụt. 29,42 triệu hectare cây trồng bị ảnh hưởng, 32,82 triệu người bị ảnh hưởng và 1,48 triệu người bị ảnh hưởng. 186 người thiệt mạng, 45 người mất tích, 56.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 50,6 tỷ nhân dân tệ. Kể từ cuối tuần trước, các khu vực dọc Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phía đông Tây Nam Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ, gây lũ lụt nghiêm trọng tại một số khu vực, gần 100 người ở Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, Giang Tô, Quảng Tây, Quý Châu và các tỉnh khác. Các con sông bị ngập lụt vượt quá mức cảnh báo. Ngoài ra, lần đầu tiên trong năm nay, Hồ Bà Dương bị ngập bởi sông Dương Tử. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào chiều thứ Ba, dự báo mưa lớn ở An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Tây, Hải Nam, Tân Cương và các tỉnh khác từ 20 giờ thứ Ba đến 8 giờ chiều thứ Tư, thậm chí mưa xối xả. Theo báo cáo từ ChinaNews.com,
do lòng sông có độ dốc lớn nên lượng mưa gần đây đã gây ra lũ quét ở nhiều nơi, nhà cửa bị sập, đất canh tác bị cuốn trôi và cơ sở hạ tầng như đường xá, thủy lợi, thông tin liên lạc và điện bị hư hại nghiêm trọng. Đường xá bị sập ở An Huy, Giang Tây và Hồ Bắc khiến giao thông bị gián đoạn. Bắc Kinh, Cửu Long, Thành Đô, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và các tuyến đường sắt khác tạm thời bị gián đoạn, dẫn đến nhiều tuyến tàu bị hoãn hoặc tạm dừng. Thưa quý vị, lũ lụt ở miền Trung và Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 150 người thiệt mạng, rất nhiều người mất tích và hàng trăm ngàn người buộc phải bỏ nhà cửa. Hà Bắc và Hà Nam là hai tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất bởi trận lũ lụt và lở đất này. Ít nhất 114 người thiệt mạng ở Hà Bắc, 111 người mất tích và 53.000 ngôi nhà bị hủy, các quan chức Trung Quốc cho biết. Chính quyền Trung Quốc thông báo sẽ cung cấp tiền cho các khu vực bị lũ nặng, nơi hàng triệu người bị ảnh hưởng, mất điện, liên lạc và giao thông khó khăn là những vấn đề chính. Tuần qua, truyền thông địa phương cho hay có tổng cộng khoảng 8,6 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 1,5 triệu hecta hoa màu bị thiệt hại, tổn thất kinh tế hơn 20 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Lũ lụt ở Hồ Bắc rất nghiêm trọng. Vào thứ Sáu vừa qua, thủ phủ của tỉnh là Vũ Hán đã trở thành đại dương bao la và mọi chức năng của thành phố gần như bị tê liệt. Trong khi đó, tại thành phố Huỳnh Đài thuộc tỉnh Hà Bắc, hàng ngàn người dân đã đổ ra đường phản đối sự tác trách của giới chức địa phương trong việc cảnh báo và cứu hộ thảm họa. Thống kê hôm 22 tháng 8 cho thấy ít nhất 25 người chết và 13 người mất tích ở Huỳnh Đài. Đài truyền hình vệ tinh Hà Bắc dẫn lời một người dân cho biết cảnh báo lũ chỉ được phát đi khi nước đã dâng ngang ngực. Dân chúng ở làng Đại Hiền thuộc Huỳnh Đài tố cáo chính quyền đã xả lũ tại một hồ chứa nước ở thượng nguồn mà không báo trước, khiến nhiều người trong đó có trẻ em chết oan uổng. Tuy nhiên, giới chức ở Huỳnh Đài khẳng định lũ quét xảy ra do vỡ đập ở một con sông gần đó. Sự phẫn nộ của người dân càng dâng cao sau khi Phó Bí thư Đảng ủy Khu phát triển Kinh tế Huỳnh Đài Vương Thành Phi tuyên bố không có thương vong trong đợt lũ, theo Bắc Kinh News. Ông Vương sau đó phải quỳ gối xin lỗi người thân của các nạn nhân, theo cảnh quay trong một đoạn clip lan truyền trên mạng. Một đoạn clip khác quay cảnh dân làng đụng độ với lực lượng cảnh sát cũng được lan truyền. Theo tờ South China Morning Post, hàng trăm cảnh sát được triển khai để dập tắt biểu tình. Người dân Trung Quốc đang rất phẫn nộ khi tin tức số trẻ em tử vong trong đợt lũ lụt kinh hoàng ở Huỳnh Đài, tỉnh Hà Bắc không được công bố rộng rãi. Thay vào đó, CCTV và các kênh truyền hình quốc gia chỉ đưa hình ảnh quan chức nhà nước tích cực chống lũ và dường như im hơi lặng tiếng về sự thật này. Khu vực Hòa Bắc của Trung Quốc, mưa to nhiều ngày đã gây lũ lụt nghiêm trọng. Sông Thất Lý ở thành phố Huỳnh Đài, tỉnh Hà Bắc xuất hiện nạn lụt. Làng Đại Hiền ở Hạ Du càng đối mặt với nguy hiểm. Rạng sáng ngày thứ Bảy tuần trước, nước lũ tràn vào từ thượng nguồn xuống, nhấn chìm cả làng ở vùng Hạ Du. Nhiều người dân trong làng đã bị chết đuối ngay trong khi ngủ, trong đó có rất nhiều là trẻ em. Hình ảnh thi thể một em bé chưa đến 10 tuổi trắng bệch nằm trên cánh đồng lúa và quang cảnh thê thảm tại một làng chài hạ lưu sông. Có thôn làng gần như bị nước ngập đến hơn 2 mét. Nước này vừa nhanh vừa mạnh cuốn trôi cây cầu lớn thông với bên ngoài, hàng hóa, nhà máy xe cộ bị hư hỏng. Người dân làng may mắn sống sót cho biết rất nhiều trẻ em trong làng đã thiệt mạng, còn có người tàn tật bởi vì đi đứng bất tiện, chạy không kịp nên đã chết đuối ngay trong nhà mình. Đến rạng sáng ngày thứ Ba, danh sách trẻ em gặp nạn trong trận lũ ở Huỳnh Đài, Hà Bắc được đăng tải trên Weibo, sau đó không lâu liền bị xóa. Trong khi đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV lại chỉ tập trung đưa tin về thành tích của các quan chức trong trận thiên tai này, tránh đề cập việc trẻ em thiệt mạng trong cơn lũ đã khiến người dân phẫn nộ. Chỉ tính riêng trẻ em thiệt mạng xác định được danh tính đã lên đến 12 người, nhưng nội dung này sau đó nhanh chóng bị xóa đi. Nhiều dân mạng bức xúc vì thông tin về trẻ em chết đuối trong trận lũ lụt nghiêm trọng ở Huỳnh Đài bị xóa, trong khi hình ảnh cậu bé Siri nằm bên bờ biển thì lại được đưa tin rộng rãi. Nhiều bức hình sau trận lũ về quang cảnh thảm thương của người dân sau trận lũ lụt, trong đó có bức hình cho thấy một trẻ em chưa đến 10 tuổi, thi thể trắng bệch nằm trong vũng bùn trên cánh đồng ngô. Nhiều dân mạng sau khi xem đã bày tỏ bức xúc. Có dân mạng bình luận, đứa bé nằm chết trong cánh đồng ngô này thật giống như em bé tị nạn ở Syria chết đuối trên bãi biển, khiến người xem cảm thấy đau xót. Thế nhưng, trong báo cáo của CCTV lại không đề cập đến những đứa trẻ thiệt mạng khi thông báo tình hình của người dân bị nạn, mà chỉ nhấn mạnh biểu hiện của các quan chức địa phương. Cụ thể, CCTV đưa tin, ông thị trưởng Đồng Hiểu Vũ của Huỳnh Đài thay mặt chính phủ, Ủy ban thành phố Huỳnh Đài bày tỏ xin lỗi, kiểm điểm chấp nhận xử phạt với toàn bộ người dân bị nạn. Một người có nickname là Tú Tài Giang Hồ chỉ trích cậu bé Siri chết đuối, Đài truyền hình Trung ương đăng tin dập trời dậy đất. Còn em bé Huỳnh Đài bị chết đuối, Đài truyền hình lại im lặng không nói một lời.
tại sao vậy? Trẻ con nước ngoài bị chết đuối mới đáng được đài truyền hình đồng cảm sao? Các em nhỏ của Trung Quốc thì lại không đáng được đồng cảm sao? Khi được hỏi về tình hình phòng chống cứu trợ thiên tai ở Hình Đài, chủ nhiệm văn phòng thông tin Hình Đài Cao Trấn Khôi cho biết, theo cá nhân ông, trong tai nạn lần này, chính quyền địa phương về mặt chủ quan đã cố gắng hết sức. Nạn lụt quá lớn, có những nhân tố không thể chống chọi được, chính phủ vẫn đang dốc hết sức thực hiện công tác cứu trợ, không có xảy ra tình huống sai sót trong công tác. Tuy nhiên, người dân phản bác rằng thảm kịch này xảy ra do chính quyền Hình Đài xả lũ không báo trước cho người dân để di dời kịp thời, đồng thời cho rằng các kênh truyền thông đã che đậy thông tin về vụ việc ở Hình Đài và tố cáo con số thiệt mạng trong báo cáo của chính phủ thấp hơn nhiều so với con số thực tế. Thưa quý vị, lốc xoáy và mưa đá do thời tiết đối lưu mạnh vào thứ Năm vừa qua đã giết chết ít nhất 78 người và làm bị thương 500 người ở những nơi như Phúc Ninh và Lâm Dương ở tỉnh Giang Tô. Những nơi đối lưu gay gắt đi qua có sét đánh mạnh ngắn ngày, mưa đá, dông và gió giật mạnh, một số khu vực còn xảy ra lốc xoáy. Gió mạnh là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thương vong nặng nề trong thời gian này, với các ghi nhận cho thấy tốc độ gió đạt tới 125 km/h ở một số khu vực. Theo thông tin chính thức của Bộ Nội vụ Trung Quốc, hơn 200 trong số hơn 500 người bị thương đã bị thương nặng và cơ quan chính phủ cũng đã gửi các tài liệu cứu trợ tương ứng đến vùng thiên tai địa phương càng sớm càng tốt. Điều này được hiểu rằng những ngôi nhà nơi thời tiết đối lưu mạnh bị hư hại nhiều hơn, các thiết bị liên lạc điện bị hư hỏng, giao thông và cung cấp điện ở một số khu vực thiên tai bị gián đoạn. Tình hình thảm họa thực tế và cụ thể trong khu vực thiên tai có thể được nhìn thấy thông qua mạng xã hội. Mới đầu tuần này, giới chức thông báo 22 người thiệt mạng và 20 người mất tích trong lũ lụt do mưa lớn tại 10 tỉnh khác nhau ở miền Nam Trung Quốc. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!